Trận mưa lớn tối 23 tháng 7 làm nước sông Tích dâng cao đã khiến cho một phần xã Cần Hữu, Quốc Oai, Hà Nội bị ngập sâu trong nhiều ngày. Một xóm ở Hà Nội bị cô lập trong biển nước. Tính đến nay, nước đã dâng cao và cô lập xóm Bến Vôi thuộc xã Cần Hạ trong một tuần. Cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn rất nhiều. Tuyến đường chính chạy dọc xóm đã ngập nước trong nhiều ngày nay. Khu vực này trước là bến thuyền trung chuyển vật liệu xây dựng, địa hình trũng thấp, chịu ảnh hưởng nặng nề khi nước sông Tích dâng cao. Con đường chính dẫn vào xóm bị ngập sâu, người dân khi di chuyển qua đây phải đi dò theo cột mốc ven đường để đảm bảo an toàn. Các con đường trong xóm ngập sâu, có những đoạn nước dâng cao, phương tiện di chuyển trong xóm là những chiếc thuyền. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn rất nhiều. Người dân xóm Bến Vôi đã quen với cảnh úng ngập liên miên khi mùa mưa tới. Các hộ dân ở đây đều được xây nhà có phần thềm cao hơn so với bình thường. Bên cạnh đó, áo phao là mặt hàng bán được rất nhiều trong những ngày qua tại cửa hàng của bà Trần Thị Lý, xóm Bến Vôi. Bà chia sẻ thêm, nước rút rất chậm khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều, hàng quán thì ế ẩm, còn người dân muốn đi ra ngoài cũng khó vì không thể đi xe được. Những ngày này, cuộc sống của người dân bị đảo lộn nhiều, các hoạt động gần như bị tê liệt. Nếu không có thuyền, người dân sẽ phải lội bộ khoảng gần 1 km đường ngập nước, sau đó mới có thể đi tiếp tới chợ để mua thức ăn phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Chỉ có một số ít hộ dân sống ở đầu xóm, nơi mực nước vẫn ở mức thấp mới dám đi lại bằng xe máy. Tuy nhiên, cũng chỉ có đám thanh niên khỏe mạnh mới dám lái xe qua mực nước ngập. Người già trong xóm muốn đi chợ chỉ có cách đi bộ hơn một cây số cả đi lẫn về.
bà Thoa, người dân xóm Bến Vôi chia sẻ. Có những hộ dân thả lưới bắt cá ngay ở trước cổng nhà. Nguyễn Văn Chiến cùng những người bạn thanh niên trong xóm Bến Vôi chia sẻ, khoảng cứ 2 năm thì nước lại dâng cao một lần. Những ngày này chẳng làm được gì, chẳng đi được đâu, nên mấy anh em gần nhà lại rủ nhau qua nhậu cho hết ngày. Con đường chính vào làng trở thành chỗ nghịch nước cho trẻ em xóm Bến Vôi trong những ngày nước dâng cao. Người dân ở đây đùa nhau rằng cho mấy đứa nhỏ này chạm nước đi cho quen. Cuộc sống của người dân Bến Vôi tuy bị ảnh hưởng nặng nề vì nước dâng, song bên cạnh đó, mọi người vẫn tìm được những niềm vui trong chính những khó khăn tại nơi họ sinh sống. Thank you.